Hiện nay, tại Việt Nam đang có các loại vaccine phòng ngừa dịch bệnh bạch hầu như vaccine 6-1 Infanrix Hesa của Bỉ, vaccine 6-1 Hesacim của Pháp cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi, vaccine 5-1 Pentasim của Pháp cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi, vaccine 4-1 Tetracim của Pháp cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 13 tuổi, đặc biệt dùng để tiêm liều nhắc khi trẻ 4-6 tuổi, vaccine Adacel của Canada, vaccine Boostrix của Bỉ cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn.